Nong Sim đội 2 gõ ngay lập tức ban đi Irelia trong tay của Gori. Vâng, và họ đã ban đi tới hai con bài mà đối phương sử dụng ở những cái cặp trận những cái trận và đấu trước thì đúng hơn. Trong cặp trận này thì Peanut đã lần đầu tiên không được sử dụng Diana nữa. Irelia cộng với Diana, và để xem lực cấm cuối cùng của Africa sẽ là gì. Nong Sim thì họ duy trì hai lực cấm, đó là Lee Sin và Na ở ván thi đấu thứ ba, và Zayce là lực cấm cuối cùng của Africa. Như vậy là họ vẫn có một lực cấm nhắm vào con Zayce của anh chàng Riku đứng trên rất là nhiều. Ở những cái ván đấu trước họ cũng duy trì lực cấm này. Đây là lượt ban đến từ Africa Freak. Chúng ta vẫn còn đó là Renekton chưa bị ban đi. Và Nongsim quyết định cấm vào Varus ở lượt cấm thứ 3 của mình. Và Africa ngay lập tức khóa vào Renekton ở lượt chọn đầu tiên. Chúng ta vẫn chưa biết được là sẽ nằm trong tay của Kin hay của Fly. Mặc dù đây là một vị tướng có tỷ lệ cấm khá cao tại LCK, nhưng cái tỷ lệ thắng thì không thực sự ấn tượng, chỉ độ 45% mà thôi. Vâng, và để xem là bên phía các Nongsim sẽ đáp trả lựa chọn Renekton như thế nào. Họ đang muốn tước đi combo Renekton cũng như là Nidalee của đối phương bằng cách lấy Nidalee cho Peanut. Còn lựa chọn thứ hai mà Nongsim hướng đến là một Hyper Carry nữa dành cho Rock Dam. Aphelios đã được khóa vào. Nó sẽ đặt ra một vấn đề là bên phía của Africa hoàn toàn sẽ phải chấp nhận lấy Contrast, hoặc là họ sẽ phải để cho đối phương một bộ đôi rất mạnh ở tại khu đường dưới với khả năng carry rất tốt, và nó cũng là bộ đôi gọi là tướng tủ của Rock Dam cũng như Kaling nữa. Africa đang tạm thời hướng đến con Syndra dành cho Fly. Đây là một trong số những con bài mà anh ta đã dùng rất hiệu quả ở tại cái vòng đấu dẫn vòng bảng tại lượt về trước bên phía con Nongsim, và anh ta đã mang ra Syndra. Syndra được khóa vào dành cho Fly ở trong ván thi đấu này, và tôi không biết là họ có muốn hướng đến Thresh không để ngăn cản cái khả năng cặp đôi Aphelios cùng với Thresh xuất hiện ở phía bên kia trong đội hình của Nongsim. Vẫn đang chờ đợi những sự lựa chọn của Africa Freak, họ phải suy nghĩ khá là lâu, nhưng kết quả là họ đang muốn hướng đến Leona, một vị tướng có khả năng mở giao tranh trực diện hơn. Cảm giác là Thresh bạn sẽ phải phụ thuộc vào những thủ án tử trượt thì hoặc là phải lưỡi tốc biến lưỡi xoáy rồi giữ chân đối phương, nhưng Leona thì sẽ dễ dàng mở giao tranh hơn với cái thái dự hạ san của mình. Nongsim ngay lập tức đáp trả bằng lựa chọn Thresh, sẽ không có gì quá bất ngờ với lựa chọn này cả. Họ vẫn sẽ có được cặp đôi đường dưới được coi là cặp đôi đường dưới khá là mạnh nằm trong top ở phiên bản hiện tại. Và để xem bên phía của Africa sẽ còn lại gì dành cho Leo khi mà anh ta hoàn toàn có thể là người bị nhắm đến. Tôi không biết là họ có muốn cấm anh chàng Dredd hay không khi mà Peanut đang cầm Nidalee rồi. Thì cũng không có quá nhiều sự e ngại đến từ bên phía của Nongsim dành cho một vị tướng đi rừng nào đó trong meta. Nhưng họ quyết định cấm đi Syndra để ngăn cản đi cái khả năng chống chịu đến từ bên phía của Africa nhờ cái bán nguyệt thương, và tạo ra nhiều khoảng trống hơn để cho Rock Dam có thể gây sát thương cho các hoạt động tranh tổng, sẽ là điều kiện tiên quyết của bên phía Nongsim đang muốn hướng đến. Chấp nhận việc đối phương sẽ có được những xạ thủ mạnh, chẳng hạn như bây giờ bên phía của Africa có thể hướng đến một con Kalista dành cho Leo, hoặc là Zeke đi cùng với Leona. Nhưng tôi nghĩ rằng Zeke thì chắc là cái tỷ lệ xuất hiện không phải là quá cao. Và Lucian là lực cấm đưa ra đến từ bên phía Africa, họ đang muốn hạn chế Gori khỏi những vị tướng có thể đi đối đầu tay đôi cùng với Syndra của anh chàng Fly. Để xem Africa sẽ lựa chọn như thế nào, họ còn xạ thủ và đi rừng chưa được chọn. Và rắc là lượt ban cuối cùng đến từ bên phía của Nongsim. Nếu như Leo có được một thủ gây sát thương liên tục như kiểu là Kai'Sa hay Jinx ở tuyến sau gây sát thương, hay thậm chí là Ezreal dành cho Leo thì cũng khá là ổn. Và họ hoàn toàn có thể chọn cho Dredd một vị tướng đi rừng theo thiên hướng mở giao tranh. Anh ta hoàn toàn có thể sở hữu Sejuani giống như ván thi đấu đầu tiên mà Africa họ đã làm rất tốt vị tướng này. Để xem Africa sẽ lựa chọn như thế nào trong hai tuần cuối, và lượt ban cuối cùng họ đưa ra là LeBlanc nhắm thẳng vào vị trí của Gori. Để xem Gori sẽ mang ra con tướng nào khi mà anh ta đã bị cấm khá là nhiều rồi nha. Vừa bị cấm Irelia tại phase 1, vừa bị cấm Lucid LeBlanc tại phase 2. Ryze vẫn còn, tôi nghĩ rằng nó có thể là một lựa chọn hiệu quả để bên phía Nongsim có thể sử dụng để kiểm soát khu vực đứng giữa cùng với con bài Syndra của anh chàng Fly. Nhưng tạm thời quyết định của họ là Kennen khu vực đứng trên dành cho anh chàng Rick để đối đầu cùng với Renekton của Kin. Rồi bên phía Africa sau khi bị cấm mất Syndra và Zac thì họ đang hướng đến một con Virgo đi rừng à. Nếu như khóa vào thì khả năng cao sẽ là Virgo đi rừng rồi, và tôi vẫn chưa thể biết được rằng xạ thủ của bên phía Africa sẽ lựa chọn trong ván thi đấu này sẽ là gì. Họ tôi nghĩ rằng sẽ cần đến một xạ thủ có khả năng đánh tấn công mạnh một chút để có thể hạn chế cái khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ Aphelios.
Vậy là Viego được khóa lại ở lựa chọn thứ tư dành cho Africa. Lựa chọn cuối cùng của họ sẽ chọn xạ thủ ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Thực ra nếu bạn chọn Zing thì cũng chơi được, mặc dù Zing không phải là một cái chất tướng khỏe ở giai đoạn đi đường, nhưng với những tình huống súng cối thì bạn hoàn toàn có thể lên lính và gây một vài áp lực nhỏ ở khu vực đường dưới. Để xem lựa chọn của Africa như thế nào thì họ vẫn còn đó là Kai'Sa đi cặp với Leona, nhưng khóa vào Sejuani thì Xin ra đi Kai'Sa dưới có rồi. Sejuani dừng đường dưới chăng? Xin Sẽ ra ra đường đi không dưới đường dưới. và Sejuani đi rừng. Như vậy là họ sẽ không có xạ thủ trong đội hình của mình và họ sẽ sử dụng con Xin ra đi cặp cùng với Leona và Sejuani đi sẽ là Sejuani đi rừng. Họ có hai đường đơn sẽ là Rễ Tân và tôi nghĩ rằng Rễ Tân sẽ là Rễ Tân khu đường giữa của Fly và đường trên thì Viego sẽ là Viego đối đầu với Kennen. Bên phía bên này chúng ta có một đấu sĩ được trở lại khu đường giữa trong tay của Gori. Đó chính là con Zed, một trong số những vị tướng mà anh ta rất tự tin mỗi lần mang ra. Và để xem anh ta xử lý cả đấu này với Fly bên phía bên kia như thế nào. Rồi Kin sau khi được last pick một con bài, không phải last pick nữa, đó là một con bài mà anh ta tự tin được pick sau. So với Kennen của Rick thì anh ta có thể hiện được cái khả năng kiểm soát cả đấu khu đường trên tốt hay không. Và đội hình này tôi đang cảm giác như cái khả năng bám víu vào một con Aphelios đang không phải là quá cao đến từ bên phía của Africa Freak và nó có thể sẽ gặp một chút những khó khăn về dạng late game khi đối mặt cùng với cái khả năng gây sát thương DPS theo thời gian của một mẫu xạ thủ nhiều sát thương như Aphelios và càng về cuối ván đấu khi Aphelios có được nhiều trang bị và có thêm trang bị chống chịu nữa thì nó sẽ càng khó khăn cho bên phía của Africa trong việc hạ của anh ta. Đúng là như vậy, nhưng Africa cũng có những cơ sở để tiến vào với ván thi đấu này. Họ có những CC cứng đến từ cả Redekton, Leona và Sejuani, thêm cái nguồn sát thương của Syndra nữa với bùng nổ sức mạnh nếu như họ có thể nhất kích tất sát được mục tiêu và tạo bàn đạp cho Kin có thể cướp được xác của đối phương và quay trở lại ván thi đấu, thì đó cũng sẽ là một lợi thế dành cho Africa Brick. Còn ngược lại phía bên kia là một hình dạng tranh tổng khá mạnh. Gori trong ván thi đấu này anh ta sẽ sở hữu một mẫu chất tướng chống chịu ở khu vực đường giữa. Tiếp tục là Zed được đưa ra sẽ tạo khoảng trống để cho tuyến sau Đốc Đam có thể gây sát thương một cách tối đa với vị tướng Aphelios mà thôi. Để xem ở trong ván thi đấu thứ tư này khi mà Nông Sim vị trí của Đốc Đam tiếp tục được sở hữu một vị tướng mà anh ta đã có được MVP trước đó, thì tôi vẫn cảm giác là đội hình của Nông Sim họ đang an toàn hơn một chút về giai đoạn late game. Để xem Africa sẽ xử lý như thế nào ở trong cái kèo thi đấu này khi như đã nói Kin anh ta pick sau với một con Kennen của Rick ở phía bên kia. Không biết là Red có muốn sống ở khu vực nửa trên của bản đồ để giúp cho người đồng đội của mình có được lợi thế và thậm chí là kiểm soát sứ giải không? Các bạn đang theo dõi giải đấu LCK mùa hè năm 2021 vòng playoff và đây là trận đấu thứ tư giữa Africa cũng như là Nong Sim. Africa bên phía đội 1 và Nong Sim bên phía của đội 2. Vâng, và tỷ số tạm thời đang là 2-1 nghiêng về phía con Đông Sim. Ván thi đấu này thì Đốc Đam tôi nghĩ rằng người ta sẽ hướng đến một Aphelios DPS với lượng chống chịu cũng là tương đối đến từ nỏ tử thủ cộng với có thể là đao tím chẳng hạn. Đối phương có rất là nhiều sát thương vật lý và có một sát thương phép rất là lớn đến từ Syndra. Thì dạo gần đây ta đang thấy Aphelios thường hướng đến một cái đao tím là món trang bị thứ hai. Nó có thể làm chậm đi cái tốc độ hướng đến những món trang bị chí mạng dành cho Aphelios, nhưng nó giúp cho vị tướng này sống sót lâu hơn. Và lượng DPS được đảm bảo sẽ là điều kiện cần để Nông Sim có thể tấn công và hạ gục những vị tướng trâu bò bên phía của Africa. Có rất nhiều những vị tướng có khả năng chống chịu tốt như là Leona của Lehen, rồi Sejuani của Red và chưa kể là những đấu sĩ như là Rhett hay là Viego nữa cũng không phải là những mẫu chất tướng dễ để có thể bị hạ gục nhanh chóng. Và việc sống sót càng lâu cho giao tranh thì nó lại càng đảm bảo cái điều kiện thắng cho đội hình giao tranh tổng bên phía của Đông Sim nữa. Còn đánh ở tầm 5 món trang bị của Aphelios khi mà anh ta có thể hoàn thành thêm những món trang bị tấn công khác như vô cực kiếm hay một vài những thiên hướng an toàn hơn thì có thể là cái giáp tinh thần chẳng hạn thì nó sẽ là điều cực kỳ khó để Africa có thể với được vào người của con Aphelios này và cái đội hình bên phía của Nông Sim cũng có được một khả năng đi đường ở mức độ tương đối. Tôi nghĩ rằng việc Kennen của Rick Hù đứng trên có cái tay dài so với sải tay ngắn của Kin vẫn sẽ đảm bảo cho anh ta pha một cách an toàn, còn đứng giữa thì Gori thể hiện được cái sự kinh nghiệm trong kèo đấu với Rhett. Con set của anh ta không farm thua và đây là cái tỷ lệ thắng 4 thắng không thua đến từ set so với Rayton. Một cái tỷ số rất áp đảo dành cho Seth và để xem Gori sẽ xử lý như thế nào trong kèo thi đấu này. Đây là lần đầu tiên mà Leo anh ta sử dụng Syndra ở khu vực đường dưới. Và trước đó thì Africa đang bị dẫn trước 2-1
Và tôi không biết là cái sự lựa chọn Syria này có phải là một lựa chọn tốt hay là một nước đi mới dành cho Africa Break ở ván thi đấu thứ ba này hay không, bởi vì cơ hội của họ đang không thực sự quá nhiều. Nếu như họ để cho đối phương có được những điểm hòa cục sớm vào những vị trí như kiểu là Đốc Đam hay là Kennen của Break ở nửa trên của bản đồ, thì Africa sẽ gặp một chút những cái bất lợi ở trong diễn biến tiếp theo. Vừa rồi là một pha quan tài kẻ yếu đến từ Leo để cấu đi được một chút lượng máu của xạ thủ nông sim. Tuy nhiên, cái áp lực đẩy lính ở khu vực đường dưới nó vẫn đang hiện hữu khá là rõ ràng. Ở những cấp độ đầu chỉ với quả cầu bóng tối và quan tài kẻ yếu thôi thì áp lực đến từ Leo cũng như Lehen nó chưa thực sự là quá nhiều. Điều này giúp cho nông sim, đó là vị trí của Peanut, có thể kiểm soát được tốt ở khu vực nửa dưới như con rồng hay thậm chí là con cua đầu tiên. Anh ta xác định là mất cua trên rồi nên là di chuyển thẳng xuống khu đường dưới để tìm kiếm cơ hội băng trụ cũng như cướp bãi người đá. Nhưng người đá đã được Red dọn dẹp từ trước đó và Red cũng rất là kinh nghiệm nha, anh ta biết rằng mình mất cua dưới nên chạy thẳng lên cua trên. Nhưng đường dưới vừa rồi là một pha tấn công mà rất đáng tiếc cho bên phía của nông sim, là Peanut đã phóng lao trước đó rồi và tình huống đó khiến cho bên phía của nông sim chưa có đủ sát thương. Nhưng Peanut tốc biến lên bị quét tàn kiếu, bị kiệt sức nữa, anh ta vẫn đang rất dướn vào người. Anh ta tìm kiếm chiến công đầu nhưng anh ta là người gặp nguy hiểm, một đòn đánh tay với theo nhưng nó không đủ sát thương. Peanut vẫn có thể hồi máu và rút ra kịp thời trong một cú đâm vào hơi sâu. Hơi đáng tiếc dành cho cặp đôi đường dưới của Africa Freak, nhưng đường trên lại có đánh nhau. Vừa rồi là đột kích băng giá của Red để ép đi tốc biến đến từ vị trí của Rick. Rõ ràng là một pha tấn công ở nửa dưới của bản đồ mà Peanut là người chủ động hơn để tấn công án tử. Khá đẹp đến từ Kalin, lần này họ tiếp tục muốn băng trụ 2v1, cú lai xoáy vừa rồi trượt nhưng vẫn giữ chân thành công, sát thương chưa đủ để dứt điểm Lehen. Và đó là cú dịch chuyển được kích hoạt của Fly xuống nửa dưới của bản đồ để hỗ trợ cho cặp đôi của mình. Không còn lồng đèn nữa, Kalin đang hết năng lượng, quét tàn kiếu trúng với Đốc Đam, Kalin đang che và Fly quyết định không vào, lượng máu của anh ta chỉ còn độ 50% mà thôi. Và Africa quyết định buông bỏ với tài nguyên của họ đã không còn nữa. Áp lực là rất lớn đến từ bộ đội Đốc Đam cũng như Kalin, và để xem Leo có dám đứng lại không, anh ta không có dịch chuyển. Và nếu về thì anh ta sẽ mất chay những đợt lính, một lớp giáp trụ dành cho nông sim. Và Đốc Đam đã hài lòng với những gì đã có. Thực sự đấy là áp lực đi đường rất khủng khiếp đến từ phía của nông sim dành cho bộ đôi đường dưới của Africa. Nó áp lực tới mức mà bên phía của Africa đã đầu tư một phép bổ trợ dịch chuyển ở tại đường đơn xuống chỉ để hỗ trợ trong việc tránh phải lên bảng đếm số đến từ bộ đôi của Africa tại đường dưới mà thôi. Và những thành công đã có, mặc dù Peanut có pha mà anh ta cũng mất đi phép bổ trợ và không hạ gục được đối phương, nhưng những cái áp lực đi đường vẫn đang được cụ thể hóa bằng những lợi thế dành cho Đốc Đam về chỉ số lính, về lượng tiền đến từ lớp giáp trụ nữa. Và đấy chắc chắn sẽ là Aphelios tăng tiến sức mạnh ổn, không có nhiều áp lực lắm dành cho Đốc Đam trong khâu đi đường. Nhưng mà cũng phải dành lời khen cho Peanut trong tình huống đó, khi mà anh ta hơi dướn nhưng vẫn kịp ấn lồng đèn để lui về. Mặc dù chúng ta thấy cái tình huống đó thì lượng máu của Peanut còn rất là thấp và Len cũng đã cắm một con mắt vào cái lồng đèn được đặt ra đến từ Kalin, thậm chí là cả lính bắn nữa. Nhưng Peanut vẫn rất may mắn nhấn được vào lồng đèn và anh ta lùi về cộng thêm một tiếng hồi máu với E và không phải lên bảng đếm số. Nếu như pha đó Peanut nằm thì nó sẽ là một điểm lùi dành cho bên phía của nông sim. Tiếp tục là Peanut can thiệp, Đốc Đám tốc biến lên, anh ta giữ chân được Lehen nhưng cũng ép được tốc biến đến từ người chơi hỗ trợ của Africa Freak và chỉ là một pha trao đổi. Nhưng tôi nghĩ pha trao đổi này không quá lời dành cho Đốc Đám. Họ vẫn sẽ tiếp tục được cái thế lính ở khu vực đường dưới, nhưng tốc biến của xạ thủ mà đổi lấy tốc biến của hỗ trợ thì nó cũng không lời lắm dành cho nông sim. Nhưng họ vẫn ít nhất duy trì được cái áp lực đi đường đến từ Đốc Đam và Kalin về khả năng đẩy lính và tạo ra khoảng trống dành cho Peanut trong việc xâm lăng rừng hoặc là kiểm soát tầm nhìn sâu hơn vào Seizuni của Dread cũng như kiểm soát luôn con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu nữa. Còn Fly sau tình huống dịch chuyển xuống khu đường dưới thì anh ta rất thọt rồi nha. Tình huống dịch chuyển đó anh ta không thu lại được gì nhiều cả, không có ma hạ gục, không đón được lính, mất lính đường giữa. Đi bộ trở lại khu đường giữa thì anh ta đang là người thua thiệt hơn so với đường giữa của nông sim. Và Gori đã có được cơ độ sáu, anh ta tiếp tục đẩy đường và di chuyển ra. Nhưng vừa rồi đó là một tiếng ăn thành công con rồng và đánh nhau diễn ra với tiếng mở giao tranh đến từ Gori. Đó là một mũi lao chuẩn xác, sát thương quá nhiều, tốc biến lưỡi xoáy có ba cùng chiến công đầu dành cho hỗ trợ của nông sim, nhưng ta quá yếu vào, anh ta lên bảng đếm số rồi, một đổi một. Nhưng Đốc Đam vẫn đang gây sát thương được, pha băng thẳng vào đến từ Peanut, tốc biến bỏ chạy đến từ Fly. Fly quá yếu máu, anh ta nằm xuống, ba hàng gục dành cho Peanut. Cú chiêu cuối đến từ Kin để rút lui, anh ta mất máu quá nhiều và không còn đường lui sau khi mất tốc biến. Đó là ba hàng gục tiếp theo cho nông sim với double kill cho Peanut. Một tình huống giao tranh mà bên phía của nông sim họ ra vào cực kỳ hay trong tình huống vừa rồi, khi mà Peanut anh ta mặc dù cú W cố gắng dứt điểm của đối phương nhưng bị outplay, thì sau đó là bão sấm sét được kích hoạt đến từ vị trí của Rick. Chúng ta xem tình huống mở đầu. Đây là một pha mà Red anh ta xuống với khu vực hang rồng với các thông nổ nhưng hơi sớm và không thể nào cướp được con rồng. Anh ta mất
cái đột kích băng giá để lùi về rất là đen khi mà Red mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Nếu như anh ta có bola băng thì Gori sẽ gặp nguy hiểm. Và đó là cú hủy diệt đấu trường bốc về sau, đó là xong thú quyền trúng hai giáo trúng và Red quá thấp máu. Anh ta bị dứt điểm bởi Kalin hơi đáng tiếc. Mặc dù Fly đã rất cố gắng để bơi và Kim có được một mạng của Red, nhưng hãy nhìn cái pha lao vào của Peanut. Fly tốc biến bỏ chạy nhưng Rick lại ở phía đằng sau và vẫn có điểm hạ gục dành cho người chơi đi rừng của Đông Sim. Cả Gori ở phía bên ngoài câu được rất nhiều thời gian nữa. Hơi đáng tiếc khi mà ở trong pha giao tranh này thì Độc Nam không có được bất kỳ điểm hạ gục nào cả, nhưng họ vẫn set up được một tình huống giao tranh thắng lợi và vẫn kiểm soát con rồng đầu tiên. Liên tục là hai mũi lao chuẩn xác đến từ Phoenix. Nó là một lượng sát thương quá lớn mà các thành viên Africa có thể chịu đựng được, và những người bị dính lao đều đã nằm xuống. Đầu tiên là Dress, sau đó là Fly, và bây giờ thì con sứ giả vẫn đang nằm trong tầm tấn công đến từ cả hai bên. Giao tranh có thể sẽ diễn ra. Ủi giá vừa rồi của Peanut trượt cũng làm choáng Gori là người bị giữ chân, thêm cả bola băng nữa. Rick ở phía bên này, sứ giả vẫn đang được kiểm soát, nhưng Gori cú giáo vừa rồi của Peanut không thành công. Hình như là Dread là người trừng phạt được sứ giả thì phải, họ quay trở lại tấn công. Có cú án tử trùng, anh chắc giờ lô được kích hoạt, nhưng Doc Nam anh ta đang bị kiệt sức. Kalin vẫn có mạng không, đó là mạng dành cho Gori thì đúng hơn. Kid là người đang bị kẹt lại trong pha này và ba điểm hạ gục rơi vào tay của Africa. Một tình huống mà Africa kiểm soát được sứ giả nhưng họ lại mất đến ba người thì tôi không nghĩ đây là một pha trao đổi lời dành cho họ. Nó chính xác là một tiếng trao đổi lỗ dành cho bên phía của Africa rồi. Syndra của Leo cấp độ 5. Và tình huống giao tranh vừa rồi thì Doc Dam đã cấp độ 6. Anh ta có ánh trăng dẫn lối. Và điều đó là một sự khác biệt lớn đến từ pha tranh vừa rồi dành cho cả hai bên. Có thể những mũi lao đến từ Pinus trượt, nhưng sau đó là những cái tình huống giao tranh mà bên phía của Đông Sim hoàn toàn chiếm thế chủ động. Bộ đội đường dưới có một sự chênh lệch rất lớn trong ván thi đấu này. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một tình huống di chuyển ra khu đường giữa đến từ bộ đội đường dưới của Đông Sim. Họ có thể đến trễ, nhưng không ai bên phía Đông Sim gặp nguy hiểm cả. Africa giao tranh trong bối cảnh không còn thần cá sấu. Và mặc dù đó là một cú kết tan kiếu chuẩn xác đến từ Leo, nhưng sau cú kết tan đó thì anh ta hết sát thương rồi. Tình huống anh trang dẫn lối pháo trọng trường mở ra một tình huống tấn công rất thoáng dành cho bên phía của Đông Sim trong việc khai thác những hạ gục. Bộ đội đường dưới bên phía Đông Sim hoàn toàn nhỉnh hơn so với bên phía của Africa, gần như là bộ đội bên phía Africa không có đóng góp gì nhiều cả. Lehen không dám vào, người ta không còn tốc biến, Leo không có bùng nổ sức mạnh và sát thương của anh ta là quá ít. Lại là một tình huống giao tranh thắng nữa dành cho Đông Sim trong ván thi đấu này, nâng cách biệt về tiền lên con số hơn 2.000 tiền. Và chúng ta đã nói quá nhiều về khả năng đi đường đến từ Đông Sim, họ không phải đội tuyển đi đường thắng, nhưng họ mạnh trong các kiểm soát mục tiêu. Và ván thi đấu này họ lại còn có lợi thế đi đường, họ còn có cả những tình huống giao tranh thắng sớm như vậy nữa. Thì tôi nghĩ rằng kịch bản ván thi đấu thứ 3 đang diễn ra, chính xác là ván thi đấu thứ 4 đang diễn ra rất giống với ván thi đấu thứ 3. Hơi đáng tiếc cho Doc Dam khi anh ta đang sở hữu 6 mạng hỗ trợ nhưng chưa có bất kỳ điểm vào cuộc nào cả. Tuy nhiên ở những khu vực khác như Gori, Peanut hay ở khu vực đường trên là Rick thì vẫn đang có được một khả năng tăng tiến sức mạnh tốt. Lượng sát thương đến từ Nealin trong những tình huống giao tranh với việc là anh ta giáo trúng hay thậm chí là lao vào với dạng báo, nó vẫn gây ra được một sát thương đủ nhiều dành cho Nông Sim. Còn Leo ở phía bên này thì anh ta đã thọt từ giai đoạn đi đường, anh ta bị cam rất nhiều bởi Peanut và lượng đồ là không đủ cũng như là cấp độ để cho anh ta có thể tiến vào tình huống giao tranh mà tạo được nhiều lợi thế dành cho Africa. Tôi nghĩ cần một khoảng thời gian nữa để Leo có thể hoàn thành xong hai món đồ lớn đầu tiên của mình thì mới thể có tiếng nói được. Africa hơi dướn trong việc họ giữ lại được sứ giả, họ mất đi ba người thì phải, và để cho Nongsim có được rất nhiều lợi thế. Ở khu vực đường dưới vẫn đang là Doc Dam với những lớp giao trụ đầu tiên, thậm chí là Dread đang gặp nguy hiểm. Nearly của Peanut có mặt ở phía đằng sau, nhưng cú song thủ quyền vừa rồi của Hori không chính xác thì đối phương đã đầu tư đột kích băng giá để rút lui thành công. Còn ở khu vực đường dưới thì đó là bốn lớp giáp trụ dành cho Doc Dam rồi. Trước những cái sức ép đến từ Kaling và Doc Dam, bộ đội đường dưới bên phía của Africa hoàn toàn buông bỏ những lớp giáp trụ. Chênh lệch lính cũng đang nghiêng về cho xạ thủ của Đông Sim. Chỉ tiếc một điều là 6 mạng hạ gục mà bên phía của Đông Sim ăn được thì Doc Dam không có mạng nào, anh ta cầm 6 cái hỗ trợ trên người. Những mạng hạ gục rơi hết vào tay của Rick, của Phoenix cũng như Gori. Còn đường trên đang có một tiếng đánh nhau 2v2 diễn ra. Và chỉ là một Rick tung chiêu cuối để rút lui mà thôi. Tưởng sẽ là một pha 2v2, cả hai bên lao vào nhưng đã hết tài nguyên đến từ Đông Sim, họ quyết định lui về khi cái bão sấm sét của Rick cũng đã được sử dụng trước đó để làm choáng ngược lại Kin. Và đường trên vẫn sẽ an toàn. Một cái điểm cộng là Rick anh ta vẫn đang đầy máu mà thôi. Sejuani của Red quyết định không ở lại. Tôi nghĩ là họ hoàn toàn có thể ở lại tiếp tục gây sức ép với cái Mola Bang cùng với sứ giả đang nằm trong tay của Kin. Nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện hóa ở khu vực nửa trên. Và họ đang tốn khá là nhiều thời gian, Red vẫn đang ở nửa trên của bản đồ. Họ vẫn đang đợi bắt Rick, người không còn bão sấm sét nữa. Rick liệu có tỉnh được trong tình huống thi đấu này hay không? Đây, anh ta dùng quy trách trước, hình như vẫn chưa phát hiện ra thì phải, và đó thì cũng lao ra đến từ cả Kin cũng như là Red. Không cần bola băng trong pha này, họ dứt điểm được đường trên của Nông Sim sẽ là thằng sứ giả.
và cố gắng lấy được trụ một đầu tiên toàn bản đồ ở thời điểm hiện tại. Một mình Peanut tôi nghĩ là không đủ để phòng ngự cái trụ này, cần sự hỗ trợ thêm nữa, và đó là Kaylin di chuyển lên những lớp sắt trụ ở khu vực đường trên dành cho Africa. Một tình huống đứng cam gọi là rất trì đến bên phía của Africa. Họ có một cái thông tin rằng đối phương không có tầm nhìn và họ đứng cam trong khu vực đó là có cơ sở. Rick đã check bụi bằng một cú quy nhưng hơi đen cho anh ta, và tôi nghĩ rằng bên phía của Africa cũng đã rất là tỉnh táo trong việc né cái quy đó để tránh việc bị phát hiện bởi đối phương và thực hiện một pha tấn công để lấy mà hạ gục. Kin đang là niềm hy vọng duy nhất của Africa. Ui, hai người cùng né cái quy vừa rồi đến từ Rick ạ. Rất hay ạ, Kin làm choáng quá nhanh sau cú tốc biến của anh ta và chuỗi hiệu không chế đó. Không cần đến chiêu cuối của Sejuani đã đủ để có thể hạ gục được Rick rồi. Kin đang cầm 3 mã hạ gục của Africa và anh ta đang là người xanh xao nhất với một con Virgo, liệu rằng có đủ sức để gồng gánh Africa hay không đây. Khi mà Africa cần, Kin luôn luôn là người đầu tiên và gần như là duy nhất đến từ phía Africa để có thể gồng gánh họ khỏi mùa giải này. Và đây là tiếng mà Gori có thể bị bắt lại. Siêu không chế là chưa đủ nhiều, Gori vẫn rút ra được. Một mũi lao đến từ phía đất đứng dưới cũng có đánh nhau 2v2. Lồng đèn được click vào và đốc đao trái cho giữa lối trượt rồi. Nhưng Leo cũng không còn nhiều sát thương nữa, anh ta bấm hồi máu để rút lùi. Sát thương chưa đủ đến từ vị trí của Kelly, anh ta tốc biến lên dứt điểm thành công. Được xạ thủ không chính xác là người chơi đứng dưới đối phương, nhưng xạ thủ của anh ta cũng gặp nạn. Double kill dành cho Lehen. Cuộc chiến đến từ hai vị hỗ trợ khi mà Lehen anh ta hạ gục được Doc Dam, nhưng là một tình huống mà tôi cảm giác là Doc Dam hơi anh ta hơi bất bình tĩnh trong tình huống vừa rồi thì phải. Cái ánh trăng dẫn lối của anh ta trở thành ánh trăng lạc lối khi không trúng vào vị trí của Leo và để mất rất nhiều thời gian. Mặc dù cả Leo cũng như Doc Dam phải nằm xuống phía bên này thì Thread cùng với Gori đang đấm chay với nhau. Gori kích hoạt được chinh phục và anh ta đang là người muốn rút lui. Thread có lẽ sẽ đợi để hồi cú đột kích bằng giá của mình, nhưng anh ta cũng sẽ không tiếp tục tấn công trong pha này. Có được một khoảng trống và Nông Sim kiểm soát được con rồng ở khu vực nửa dưới, đó là rồng 2 rồi. Red vẫn đang mải mê ăn bãi chim biến dị và Kaylin không muốn có một tình huống tấn công, chỉ đơn giản là Gori bấm B về nhà mà thôi. Lợi thế vẫn đang được dành cho Nông Sim ở phút thứ 16 của ván thi đấu với 2 ca tiền chênh lệch. Cũng quét tan kẻ yếu đến từ vị trí của Leo nhưng cũng không có quá nhiều nguy hiểm vào vị trí của Peanut. Peanut đã hài lòng với việc có được con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu và anh ta chấp nhận việc buông bỏ con sứ giả thứ hai cho bên phía của Africa. Và ván thi đấu này thì Red hướng đến một cái khiên thái dương chứ không phải là một cái găng tay băng hỏa nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống 2v2 khu đường dưới. Xuất phát là một pha mà quét tan kiếu trượt nhưng Doc Dam đứng cách so với Kelly ở khoảng cách quá xa. Và khi anh ta click được vào lồng đèn thì cũng đã mất tương đối nhiều máu. Nhưng sau đó là một lượng sát thương trả lại lớn đến từ bên phía của Nông Sim khiến cho lên bảng. Kelly đã bắt buộc phải tốc biến để ăn cái mạng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Lehen nên nhường cái mạng đó dành cho đồng đội thì sẽ tốt hơn, vì Fly và Kin đều đã là hai người dịch chuyển xuống. Nhưng cú giật trỏ cuối cùng đến từ Lehen đã vô tình lấy đi cú double kill và điều đó khiến cho bên phía của Africa có thể gỡ được mạng lời hơn trong pha vừa rồi. Nhưng thực sự mà nói thì tài nguyên họ bỏ ra cũng là tương đối lớn và vẫn đang là một thế trận khó khăn dành cho họ chứ không phải là sáng sủa gì cả. Khi cách về tiền vẫn đang ở con số hơn 2.000 tiền, họ cần phải thực hiện được những tình huống bắt lẻ tốt hơn hoặc là khai thác lợi thế tốt hơn nếu muốn trở lại ván đấu. Nhưng họ mới đang là những người bị bắt lẻ trong những tình huống như thế này. 2.000 tiền ở phút thứ 16 của ván thi đấu này. Ở khu vực nửa trên đang là lợi thế về lính dành cho Africa. Nhưng nửa dưới thì ngược lại khi mà Nông Sim đã có được trụ 1 và vẫn đang liên tục gây sức ép vào Syndra của Leo. Con đường để anh ta hoàn thành hai món đồ lớn đang khá là xa. Tôi nghĩ anh ta cần rất là nhiều khoảng thời gian nữa để có thể tiếp tục farm và tích cho mình những cái lượng tiền. Peanut đang ở khu vực nửa dưới nơi mà họ có khá là nhiều tầm nhìn. Trận đấu này chúng ta sẽ có linh hồn rồng gió. Và cảm nhận là Peanut với cái linh hồn rồng này ở trên toàn bản đồ thì anh ta đang khá là thoải mái trong việc di chuyển và cướp đi tài nguyên đến từ vị trí của đối phương. Cần có những pha di chuyển đến từ vị trí của Lehen để giải quyết triệt để hơn lượng tầm nhìn mà Nông Sim để lại trong rừng của họ. Sau cú quyền trượt của Gori, nhưng anh ta không dính cú giật trỏ đến từ Lehen khi Lehen cũng không muốn đánh trong tình huống đó thì phải. Tầm này thì không có rồng cũng không có sứ giả và cả hai đội chỉ dừng lại ở việc kiểm soát và bắt lẻ mục tiêu mà thôi. Và bây giờ thì ông Sim đang có ý định bấm B về đến vị trí Gori để bổ sung trang bị và anh ta có dịch chuyển nha. Đây là một con set cầm cho mình, đó là một cái bú rìu sát thần chứ không phải là chú yếu huyết. Đây là phong cách lên đồ mới của set ở những cái phiên bản gần đây mà tôi thấy rằng rất là nhiều người đang hướng đến món trang bị này. Và để xem cái sức mạnh đến từ con set này của Gori sẽ là như thế nào, anh ta cũng rất xanh nha. 204 cây đây. Peanut nhảy xuống và anh ta phát hiện ra Lehen, nhưng Lehen cũng giật cả mình và quyết định là cả hai đều rút lui, không ai quyết định Odin cả. Phát đấy tôi cứ tưởng là cái máy quét của Peanut sẽ đủ để anh ta phát hiện được là có người ở bụi, nhưng vẫn quyết định sử dụng W của mình xuống bụi.
cặp đôi của Africa cũng không tấn công. Một tình huống bước qua đời nhau nhẹ đến từ cả hai phía mà thôi. Không có ai phải nằm cả. Tài nguyên vẫn đang là có. Hiện tại thì chưa có được những cái mục tiêu lớn ở trên bản đồ. Noxim đang dẫn trước hai rồng ở phút thứ 17 và cơ sở để họ tiến vào rồng 3 tôi nghĩ vẫn đang hiện hữu, khi mà trụ một đường dưới của Africa đã bị mất và Noxim thì vẫn còn cả trụ một đường giữa cũng như là đường dưới như thế này, thì con đường ra hang rồng của họ đang là dễ dàng hơn. Giáo vừa rồi nó không trúng vào Leo, cảm giác nó hơi bị quá tầm một chút. Thì Noxim nếu như họ tiếp tục được cái lực đẩy cũng như áp lực ở đường giữa này thì họ sẽ dễ dàng kiểm soát hơn con rồng thứ 3 của bản đấu và tiếp tục giữ được mạch rồng dành cho mình. Có một điểm sáng cho Africa chính là việc ở khu vực đường trên thì Kin vẫn đang thể hiện được khả năng đẩy lẻ rất là tốt và ít nhất là anh ta có được một áp lực đủ để khiến cho bên phía của Noxim phải chịu một thiệt thòi nào đó tại khu vực đường trên. Nhưng ở cánh dưới thì kịch bản ngược lại. Fly đang có cảm giác như ta xem cái gì đây? Yeah, đen thuần. Dạ, có tâm nhìn đâu. Cả hai đều giật hết mình trong pha vừa rồi. Phoenix quét thấy đúng, anh ta quét thấy nhưng anh ta đứt hơi nhanh tay thì phải. Không sao cả, rất là may mắn dành cho Phoenix. Pha đấy mà anh ta lao xuống rồi ăn phải cả một cái bô la băng vào mặt thì cũng hơi đáng tiếc dành cho người chơi đi rừng của Noxim. Nhưng cũng không sao cả. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại cả hai vẫn đang có được những cái lý do để níu lại ván thi đấu này. Noxim là hai rồng trước đó. Sự giả khẽ nứt được thả ở khu vực đường giữa dành cho Dread để họ lấy được một cái thế lính ở khu vực đường và tiến ra khu vực hang rồng dễ dàng hơn. Đường dưới thì Fly đang gây một chút những sự ép vào vị trí của Gori. Trao đổi chiêu nhẹ và kích hoạt được chinh phục cuối cùng thú quyền của Gori thì nó lại không thành công. Cái kèo thi đấu cảm giác như Fly đang bắt đầu có tiếng nói ở trong tình huống 1v1 như vậy, mặc dù cái KDA của anh ta trong ván thi đấu này nó chưa thực sự đẹp lắm. Gori ở phía bên kia thì là 204 với 4 dìu và người áo choàng gai anh trang dẫn lối. Lehen là người gặp nguy hiểm nhưng anh ta có đồng hồ và thêm cả hồi máu đến từ Leo được kích hoạt. Đây là một điểm trừ dành cho Africa. Họ đang mất đi một phép bổ trợ hồi máu án tử chúng của Kaelin, ngay lập tức có đóng lồng và mất chiêu cuối tuyệt mệnh để bảo vệ đến từ Kin. Họ vẫn đang muốn tấn công thì phải, nhưng tôi nghĩ là Noxim hoàn toàn có thể tiến ra hang rồng khi mà đối phương đã mất cả tốc biến lẫn chiêu cuối của người chơi đường trên và Leo cũng không còn hồi máu nữa, thì cơ sở tiến ra hang rồng của Africa sẽ khá thấp. Tình huống dịch chuyển lên khu đường trên đến từ Kin rồi, như vậy họ sẽ chấp nhận việc buông bỏ con rồng nguyên tố thứ 3 cho bên phía của Noxim với chỉ một pha đứng lỗi đến từ Lehen. Đó thực sự là một tiếng đứng lỗi từ Lehen khi anh ta ăn một cú phóng lao đến từ Phoenix và cái lượng máu mà anh ta tụt là rất nhiều sau những đòn đánh tay đến từ cả Đốc Đam nữa. Có thể Đốc Đam anh ta không có được nhiều mà hạ gục, nhưng anh ta có tới 7 điểm hỗ trợ và lượng đồ hiện tại của anh ta đã là hai món trang bị với sát thương chí mạng là tương đối rồi. Thì việc mà Lehen bốc hơi trong vòng một vài phát bắn đến từ vị trí Đốc Đam khi kết hợp cùng với lượng sát thương của Phoenix nữa là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Và cánh trên thì đang là một tiếng bắt bớ đến từ Kaelin, án từ chuẩn xác trúng vào Kin. Kin sẽ hơi khó về trong pha này vì anh ta không còn gì để về cả. Tốc biến chiêu cuối, hồi máu và thêm cả mọi thứ đều không còn nhưng anh ta vẫn đi bô về được. Rick không có sát thương, Đốc Đam tốc biến qua bắn thẳng qua đỉnh đối phương với pháo trong trường cả ba thành viên đối phương và anh ta có được một ba hục đầu tiên dành cho xạ thủ của Noxim. Anh ta tiếp tục càn lên tìm kiếm thêm hạ gục, một pha xử lý rất hồ báo đến từ Đốc Đam. Họ có thể thất bại trong việc hạ gục Kin nhưng họ thành công trong việc hạ gục Leo và cả Lehen nữa. Ba hộp vừa rồi được dành trong tay của Peanut, một tình huống bắt lẻ và chúng ta cứ ngỡ như Kin sẽ phải nằm xuống khi anh ta không còn cả tốc biến lẫn tuyệt mệnh để có thể lui về. Nhưng khoảng thời gian câu kéo là đủ và lượng sát thương đến từ Rick nó chưa đủ để có thể hạ gục được Kin. Nhưng bù lại ở phía bên kia thì Đốc Nam rất chiến với Aphelous, anh ta tốc biến sang phía bên kia và sử dụng ánh trăng dẫn lối của mình gây ra được rất nhiều sát thương vào ba thành viên của Africa Freak. Họ có được liên tiếp những mạng gục và đây sẽ là con Baron ở phút thứ 21 dành cho Noxim và tôi. Một con Baron tôi nghĩ khá là đơn giản trong một tình huống mà các thành viên của Africa cố gắng để cover cho Kin ở đường trên. Một pha mà Kin vẫn có thể sống sót sau khi dính hàng tá hiệu không chế đến từ bộ đôi bên phía của Noxim vì Rick không có đủ sát thương để hạ gục anh ta. Nhưng khi mà Peanut bị bắt lại thì anh ta đã xử lý tốt và Đốc Đam đã thể hiện được cái khả năng gây sát thương vô cùng ấn tượng đến từ hai món trang bị của Aphelios và sức mạnh của 200 đao cân bằng tướng đến từ bên phía Riot Games đã lên tiếng. Họ có được hai mà hạ gục, họ không nằm xuống bất kỳ một ai và họ có được con Baron ở thời điểm rất sớm. Đây sẽ là công cụ để có thể đọc khăn tắc nhá. Kết thúc ván đấu chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha kích hoạt súng hỏa ngục cộng với kích hoạt cả một cái pháo trọng trường nữa và nhiều đó đã đủ để bên phía con Noxim vươn lên dẫn trước với con số khoảng chừng gần 6.000 tiền. Baron vẫn còn tới 2 phút, đây sẽ là khoảng thời gian mà họ bào đi những cái trụ ngoài của đối phương.
Cứ tưởng đó là một tình huống mà Đốc Đam sẽ sử dụng cày anh trong trận lối của mình, nhưng anh ta chưa hồi chiêu cuối đó và chỉ cần một tình huống giữ chân và sát thương là rất nhiều, cũng đủ để cho Nông Sim có được điểm hòa gục cùng với Cobaron. Vừa rồi của ván thi đấu này, áp lực vẫn đang rất mạnh ở khu vực đứng giữa. Quét tan kỷ yếu là không thành công, người đang đẩy ở khu vực cánh trên là Fly. Tôi nghĩ anh ta sẽ cố gắng đẩy mà thôi. Africa sẽ phải bỏ đi cái trụ hai đường giữa này nếu như họ không thể nào đón. Tôi nghĩ là cái khả năng clear lính của họ đang bị phụ thuộc rất là nhiều vào Leo, với quét tan kẻ yếu, với những tình huống quả bóng cuối và ý lực nữa. Để xem có đủ hay không đây. Goli gặp nguy hiểm, anh ta bị làm choáng, có lồng đèn lui về. Và Africa vẫn thành công trong việc giữ được trụ khu vực đứng giữa, nhưng Fly đã bất thần cả sớm, anh ta chưa có góc để vào. Và đó là cú lai xoáy ngược trở lại đến từ vị trí của Kaelin. Vì diện đấu trường bốc về, Fly còn quá thấp, bóng ta tốc biến bỏ chạy, nhưng Gori cũng đang gặp nguy hiểm. Cú xong thuộc về trung hai, có luôn cả cuồng thú quyền và Peanut lao thẳng lên hạ gục được Syndra của Leo. Án tử phía bên này của Kaelin là không thành công. Peanut đang băng hơi sâu, Gori đang tới để hỗ trợ, cú làm choáng đến từ càng xấu của Fly và mạ gục rơi vào tay của Thread, nhưng anh ta cũng đã không còn trong bộ la băng nữa rồi. Kin đang tới bị giữ chân bởi Gori đấm rất đau, đó là chiếc cuối băng xong xét quá đẹp đến từ Rick. Và đây là liên tiếp những điểm cùng dành cho Nông Sim chứ còn gì nữa. Vừa rồi thì Rick bị trụ bắn và anh ta lên bảng, nhưng không sao cả, Nông Sim vẫn sẽ có được lợi thế ở khu vực đường giữa. Và đây sẽ là một đường dành cho họ, tôi cá là như vậy. Đốc Đam hoàn toàn có thể bấm lồng đèn của Kaelin và lui về. Tôi nghĩ rằng Peanut đã hơi dướn, nhưng những cái đồng đội của anh ta thì đã làm rất tốt trong pha tranh vừa rồi, và đặc biệt là Gori. Cái lượng sát thương mà một con set có thể gây ra trong pha vừa rồi là rất nhiều, với gần 700 sát thương chuẩn đến từ cú cuồng thú quyền của Gori. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống dịch chuyển bóng đầu đến từ rế tân của Fly, nhưng anh ta quá đơn độc, đồng đội của anh ta không thể nào theo kịp cả. Và để rồi đó là một tình huống mở ra tranh ngược trở lại đến từ bên phía của Nông Sim, khi Gori sử dụng cú hủy diệt đấu trường vào giữa đỉnh đối phương và gây được lượng sát thương quá lớn với cú tốc biến đứt một lượng sát thương là hơn 600 sát thương, 685 sát thương là sát thương chuẩn. Peanut mặc dù hơi dướn pha phải nằm xuống, nhưng Rick cũng đã có một tiếng mở giao tranh kịp thời để hỗ trợ thêm cho đồng đội trong việc đổi mạng với đối phương và hướng đến một đường lính xung cấp. Tôi nghĩ là những pha trao đổi như vừa rồi thì bên phía của Nông Sim hoàn toàn hài lòng và họ đã có những gì mình muốn sau Cobaron vừa rồi. Rick, người đến sau với chiêu cuối hơi đen dành cho anh ta khi cái người mà băng trụ và chịu sát thương từ trụ trong pha vừa rồi lại là Rick, và anh ta phải lên bảng điểm số trong một pha hơi đáng tiếc. Muốn dướn để có thể hạ gục được đi rừng của Africa, nhưng dù sao thì xét về tổng thể họ vẫn có được những pha trao đổi có lời mà thôi. Gori có được một màn thể hiện khá là ổn với 306 xét, thậm chí là khu vực đường dưới Đốc Đam cũng là như vậy. Mặc dù KDA ở trong ván đấu này của Đốc Đam nó không được thực sự đẹp, anh ta chỉ có một điểm gục mà thôi với 10 mạng axit, nhưng lượng sát thương gây ra là vô cùng nhiều, đang hướng đến món đồ lớn thứ ba. Nó sẽ là một cái vô cực kiếm dành cho xạ thủ của Nông Sim. Và họ đang có thêm một cái lợi thế nữa, đó là ba dòng trước đó, con đường đến với dòng 4 nó đang rất rõ ràng. Africa sẽ không có nhiều lợi thế để họ tiến ra khu vực hang rồng để ngắt đi cái mạch linh hồn rồng đến từ bên phía của Nông Sim. Chắc chắn thôi, đường dưới đang quá là thiếu tầm nhìn của Africa, và nửa trên cũng không có Baron để họ thể ôn in nữa. Thì tôi nghĩ đây sẽ là linh hồn rồng ở phút thứ 25 đơn giản cho Nông Sim. Cùng với đó là một cách biệt về tiền tương đối lớn, với đâu đó khoảng chừng 7.000 tiền. Một cách biệt khủng khiếp. Và Aphelios của Đốc Đam sau 26 phút anh ta đã có vô cực rồi. Có thể nhịp farm của anh ta không bằng so với thời gian, hay anh ta cũng không có được nhiều mà hạ gục, nhưng anh ta có được 10 điểm hỗ trợ cũng phần nào đó giúp cho anh ta bổ sung thêm một chút cái lượng tiền để có thể có được lượng trang bị lớn như vậy. Và anh ta cũng thấy rằng đường dưới của đối phương đang cầm một con Syndra quá yếu, và anh ta cũng không việc gì phải hướng đến cho mình một cái đao tím cả. Anh ta rush thẳng 3 món trang bị chí mạng với lượng sát thương như bây giờ thì đó sẽ là lượng sát thương rất lớn đến từ bên phía của Đông Sim. Và tôi cảm giác như trong giao tranh thì không ai đụng được vào Đốc Đam cả. Tình huống giao tranh trước đó chúng ta đã được chứng kiến những sự bất lực đến từ Africa trong việc chạm vào người Đốc Đam, và khi mà để cho anh ta có khoảng trống bắn thì anh ta bắn đau đến như thế nào. Nhìn vào KDA thì chúng ta có thể cảm nhận là Đốc Đam đang là hỗ trợ thứ hai ở trong ván thi đấu này. Lượng đam của anh ta gây ra là vô cùng nhiều, nhưng những cái mạng dứt điểm thì lại không rơi vào tay của Đốc Đam. Nhưng không sao cả, họ vẫn đang sử dụng set cùng với Nearly khá là khỏe, thêm Rick nữa. Mặc dù cái KD của Rick cũng không quá là đẹp trong ván thi đấu này, nhưng sát thương của anh ta gây ra với hai món đồ lớn cộng với một cái giày pháp sư vẫn là vô cùng nhiều lên đội hình của Africa trong những cái tình huống mà đối phương không có quá nhiều kháng phép, như vị trí của Leo chẳng hạn, hay thậm chí là Fly nữa. Fly vẫn đang chỉ có nhiều máu mà thôi, kháng phép của anh ta không nhiều, giày cũng là giày thép gai chứ không phải là giày thủy ngân. Thì đó là những cái mục tiêu mà Rick hoàn toàn có thể bắt bớ vào được. Cơ hội dành cho Africa đang phải đợi người đứng trên của mình, đó là King có thể xanh. Ở thời điểm hiện tại thì mới chỉ là hai đồ rưỡi dành cho King mà thôi.
mà ở các khu vực còn lại thì đang bị ép quá nhiều bởi NoSim, thì tôi đang cảm giác là Africa càng đánh họ đang càng bị yếu. Syrah của Leo thì không có chỗ chơi, cái lượng sát thương máy ta gây ra cũng vô cùng hạn chế nữa. Vâng, và bây giờ thì với cách biệt tiền lớn cộng với lượng trụ đã khai thác được thì bên phía Đông Sim đang tiến ra qua Baron thứ hai, vẫn là một tình huống khởi động Baron đến từ bên phía các Đông Sim, mặc dù họ chưa tập hợp nhanh cái đội hình của mình được. Nhưng đối phương vẫn còn đó những con mắt để có thể dịch chuyển, và đã là một tình huống dịch chuyển đến từ vị trí của Fly. Ngay lập tức Đông Sim quyết định rút ngược trở ra. Kelling là người đã mất đi tầm nửa cây máu cho tình huống khởi động Baron vừa rồi. Câu dịch chuyển của NoSim và Gori đang muốn tấn công hai thành viên của đối phương, Song Thú Quyền. Anh ta sử dụng dịch chuyển hủy diệt đấu trường trước, sau đó với là Song Thú Quyền chỉ trúng một người mà thôi. Gori đang phải chịu rất nhiều sát thương trong tình huống này, nhưng anh ta tỏ ra khá chờ. Fly bật thần cá sấu hơi muộn, Peter ấn được một câu giờ đốc nam phía đằng sau, mất đi thanh tẩy. Anh ta vẫn đang gây được sát thương. Phía đằng kia thì Gori đang một vs một so với Kin, anh ta lùa được Kin về. Rick bật bão sấm sét la vào lên, gặp quá nhiều nguy hiểm. Rick còn chấm máu, nhưng vừa rồi là cú thái dựa sàn đến từ vị trí của Leona không để làm gì cả. Double kill dành cho đường trên của NoSim Redfox làm trong chúng hai của cái tăng đến từ cái tăng kẻ yếu của Leo, nhưng nó cũng không có nhiều tác dụng khi mà lượng đam của anh ta là chưa thực sự nhiều. Vẫn còn đó chiêu cuối bùng nổ sức mạnh, nhưng anh ta liệu có chạy được khỏi Gori hay không? Đây quả tầm quả có bóng tối được né. NoSim sẽ tấn công vào Baron và tôi khá chắc là họ sẽ có Baron ở phút thứ 29 để tiếp tục giãn cách về lợi thế dành cho mình. Một lợi thế khủng khiếp dành cho bên phía của NoSim, một pha tranh mà có vẻ như bên phía của NoSim quá tự tin với những gì mình có, và họ tự tin là có cơ sở. Họ tự tin bằng cách là để đốc đam vòng ra phía sau đội đối phương, họ tự tin bằng cách là Gori vào 1v2 trước, và anh ta cũng đã gây một lượng sát thương không hề nhỏ lên người của Fly. Kin đã không có góc để gây sát thương cho pha vừa rồi, và anh ta mặc dù có được một con Viego không hề yếu, nhưng khả năng tay đôi của anh ta so với set đến từ Gori có vẻ như cũng không thể nào so lại được, và anh ta chỉ có nước rút lui mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một tình huống 1v2 trước đến từ Gori, và sau đó là một tình huống mà Peanut vòng vào và sau đó anh ta mất đồng hồ, và Rock Dam cũng di chuyển vào từng người vào. Họ không đánh một cú giao tranh theo một cái kịch bản đẹp nhất có thể, nhưng họ vẫn có được lợi thế, chỉ đơn giản đến từ việc chênh lệch hiện tại đã là quá lớn về mặt trang bị mà thôi. Và họ có được một cú double kill dành cho Rick trước khi rút ra khu vực hang Baron và lấy đi con Baron thứ hai, cũng như có được một cách biệt về tiền lên tới con số hơn 10.000 tiền. Tôi nghĩ rằng thời điểm này nó có thể sẽ là khoảng chừng 11.000 tiền mất rồi. Và với cách biệt tiền lớn như vậy, họ đang đứng trước cơ hội có được ván thắng thứ ba của mình ở trong cao trận BO5 này. Và chỉ cần họ kết thúc ván đấu một cách êm đẹp, tôi nghĩ rằng kịch bản đến bên phía của Africa có lần kèo trong game đấu này nó quá thấp đi. Leo vẫn chưa thể lên tiếng được với sự lựa chọn Syrah ở khu vực đường dưới của mình. Lượng tiền tranh ở phút thứ 30 là 11k rưỡi, và nó là một con số thực sự khủng khiếp với đội hình của Africa. Kin đang rất bất lực và nỗ lực trong tình huống cố gắng phòng ngự của mình. Dịch chuyển quay trở lại đến từ Rick. Gori vẫn đang rất trâu. Trước đó anh ta có một tình huống 1v2 và lượng máu hồi lại thực sự là quá nhiều, và cộng với lượng giáp đến từ cái cổ thú quyền nữa, đã có được một đường dành cho NoSim. Và Gori đang tiếp tục cân hai trong pha này. Lượng máu bị cấu đi đến từ Red là có thái dựa sang giữ chân. Gori là người bị làm choáng nhưng anh ta ngay lập tức lui về với lồng đèn được quăng đến từ Kaelin. Fly là người bị giữ chân bởi lưỡi xoáy vì giờ đấu trường bốc về, và đó là cú song túi trúng hai người đến từ Gori. Rick là người có được mạng phía bên kia thì tiếp tục tấn công vào Kin, giật set và giữ chân được đứng trên của Africa Rick, nhưng không cần thiết nữa rồi. Cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ Gori và họ sẽ muốn kết thúc ván thi đấu này. Leona của Lehen và Syrah của Leo sẽ phải làm gì đây? Họ không thể làm gì được cả. Cú lao thẳng và cố gắng bắt được một ai đó nhưng sát thương là quá nhiều. Cú quét ra kiểu trúng ba người nhưng Đốc Nam có đồng hồ, họ không thể nào dứt điểm được xạ thủ của NoSim. Phía đằng sau là double kill dành cho Peanut, và trận đấu kết thúc ở đây với điểm hạ gục dành cho vị trí của Đốc Nam mà thôi. NoSim sẽ kết thúc ván thi đấu thứ tư ở phút thứ 31 và chiến thắng trước Africa với tỷ số 3-1. Một chiến thắng tương đối thuyết phục đến từ bên phía của NoSim RedFrost. Họ để thua ở ván thi đấu đầu tiên, họ gặp một chút những vấn đề ở tại ván thi đấu thứ hai, nhưng với sự trở lại của họ ở tại tình huống của Baron tại ván thi đấu thứ hai thì họ đã tìm kiếm được phong độ trở lại và dứt điểm với một mạch những ván thắng của mình ở trong cặp trận BO5 này. Một màn trình diễn ấn tượng đến từ tập thể của NoSim trong ngày thi đấu hôm nay, và những cá nhân của họ cũng đều có được một màn trình diễn tốt ở những ván thắng của mình.